Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Ngày nào thì em cũng nhận được vang số của các bác anh em ở các tỉnh thành gửi đến căn trình đủ các loại, từ hàng mới cho đến hàng bãi. Thì em mới khẳng định một điều như này: bản thân các bác anh em là cái người sử dụng ấy, là các bác anh em không bao giờ căn chỉnh được hay đâu. Em khẳng định như thế. Bởi vì vang số là nó quá khó, nó quá khó, cho nên rằng là em nghĩ rằng là các bác không bao giờ căn chỉnh được hay. Thậm chí là như vậy là thợ đến nhà, đây là thợ Bảo Châu, có một chú em ở Hải Phòng gửi cho em chiếc vang số là BKX5 Plus và mua của Bảo Châu. Mua của Bảo Châu và anh em Bảo Châu cũng đến nhà căn chỉnh nhưng mà cũng không đạt yêu cầu. Bản thân thợ mà làm còn không được nữa thì làm sao các bác mà căn chỉnh được. Cho nên một cái vấn đề là các bác nên lưu ý. Đây là một chú em Hải Phòng. Một chú em Hải Phòng có gửi cho em một chiếc vang X5 Bicasone X5 Plus. Và thợ của Bảo Châu đến tận nhà căn chỉnh, nhưng mà hôm nay em nhận được thì em test cái cấu hình cũ ở trên chiếc vang này. Và một chú em nữa là ở Hải Dương. Chú này là ở Hải Dương này. Chú này trước đây cũng đã mua vang số của em. Chú này trước đây mua của em chiếc vang số MK9000. Và chú lại giới thiệu cho anh em bạn bè là gửi cho em chiếc vang số Chi Bát. Gửi cho em chiếc vang số Chi Bát 980C. Và chú này cũng quay cái không gian, quay cái không gian mà đang sử dụng cho chiếc vang Chi Bát 980C. Đây là một chiếc vang từ Hải Dương gửi lên và là đang dùng chiếc vang số Chi Bát 980C. Hôm nay em nhận được, gửi cả mic cho em này, gửi cho cả mic cho em, là gửi cho em cả cái bộ mic này luôn này. Đây, gửi cho em cả bộ mic này luôn. Đây là chiếc vang Chi Bát 980C ở Hải Dương gửi lên. Và hôm nay em nhận được cả chiếc vang thiết bị cũng tương đối tốt đấy các bạn. Loa cũng rất nhiều, loa rất nhiều, rất tốt đấy. Nhưng mà căn chỉnh vang số không hay thì cũng không có tác dụng gì cả. Cho nên rằng là em chia sẻ với các bác anh em như thế này. Bản thân các bác anh em là người sử dụng này, là các bác anh em không căn chỉnh được hay đâu. Hoàn toàn trông chờ vào anh em bán hàng, anh em có kỹ thuật để mà căn chỉnh cho các bác anh em thôi. Chứ còn bản thân các bác anh em không bao giờ căn chỉnh được hay. Em khẳng định như thế. Cho nên khi các bác anh em mua vang số, các anh em nên lưu ý là dựa trên cái nền tảng của anh em làm tương đối tốt thì các bác anh em sẽ căn chỉnh bổ sung thôi. Chứ còn bảo các anh em mà tự căn chỉnh được một chiếc vang số thì em nghĩ rằng là rất là khó. Thì đây là các cái cấu hình mà thợ của Bảo Châu đã làm này. Cấu hình đầu tiên là cấu hình H này. Em sẽ gọi ra này. Cấu hình H này. Thì các bác sẽ nghe được cái chất âm. Và em sử dụng luôn cái mic của chúng em ở Hải Dương gửi lên căn chỉnh nhá. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9. Chú em này chú ấy cũng rất là cẩn thận. Chú cũng khi trước khi gửi chiếc vang số này cho em thì chú cũng có gọi video và quay cho em về thiết bị cũng như không gian mà chú đang sử dụng. Đây là chế độ số 2 này. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Các bác thấy được rằng là tất nhiên cái bộ mic này ấy, theo đánh giá là nó cũng chưa tốt. Nhưng mà khi mà căn chỉnh vang số nó tốt ấy, thì vẫn giải quyết được tương đối. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Đấy là chế độ 3 này, chế độ 4 này. Các bác là người sử dụng làm sao mà căn chỉnh được hay trên vang số hàng bao nhiêu mục? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 6, 6. Cố để mà phát âm để cho nó sáng, không sáng được đâu. Và đây là một cái cấu hình của em này. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 10, 4, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2,
thì mà âm lượng mic của em để có 20 thôi nhé. Đây là âm lượng mic của em để 20, thử gọi cấu hình cũ ra xem là âm lượng mic bao nhiêu. Âm lượng mic 18 à, để 20 đi xem nào. Để 20 này. Đây là cấu hình số 1 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9. Để mic âm lượng mic bằng nhau nhé. Đây các bác thấy được này, đây là phần music này. Đây là phần music. Em nghĩ rằng là căn chỉnh music này chắc không hay rồi. Chắc là nghe không hay rồi. Phần mic này. Phần effect này. Phần main này. Em nghĩ rằng là căn chỉnh như này không hay rồi. Còn đây là cái cấu hình của em các bác thử xem sao. Music này. Mic này. Effect này. Main này. 1 1 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 4 4 7 7 7 2 3 5 6 1 1 2. Và nhân tiện đây cũng sử dụng luôn cái mic này thử luôn chiếc vang Cibass 980C xem nào. Chặt. Thử luôn chiếc vang Cibass. Bây giờ dùng luôn cái bộ mic này cắm sang chiếc vang Cibass này. Đây là chiếc vang Cibass của cái bác ở Hải Phòng này. Đây là chiếc vang Cibass này. Tiện đây thử luôn chiếc vang Cibass 90C. Đây là vang Cibass 90C này. Bây giờ gọi cấu hình 1 này. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 4 4 7 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
Đây là coin số 1, coin số 2 này. Coin số 2 này. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 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
Và cấu hình số 4 này em làm này. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 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
Thế thì các bác thấy được rằng là em thử để cho các bác và anh em gửi vào số đi cho em biết được cái cũ và cái mới, và cũng đồng thời chia sẻ với các bác anh em ấy là bản thân các bác anh em là người dùng, các bác anh em không bao giờ căn chỉnh được hay đâu. Cứ bảo là như vậy là về các bác anh em tự căn chỉnh cho nó phù hợp với không gian sở thích, thiết bị của các bác anh em. Nhưng mà em khẳng định một điều là các bác không bao giờ căn chỉnh được hay. Bởi vì trên một chiếc vang số các bác làm để được để hay một chiếc vang số ấy, là biết bao nhiêu mục trên một chiếc vang số, kể cả những chức năng phổ thông. Chức năng phổ thông như là cái equalizer của phần mic, rồi phần main, rồi phần effect, hàng bao nhiêu mục. Mà nếu như không có chuyên môn, không có kinh nghiệm, không thổi âm thì làm sao mà căn chỉnh hay. Cho nên đây là một cái mà em chia sẻ các bác anh em, là bản thân các bác anh em là người mua, người dùng thì không bao giờ tự mình căn chỉnh được hay trên vang số.